nhiều người ta không tôi nhớ cái ngũ đức cái ngũ 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 đức sư đúng là một ông thầy có năm cái đức mà nếu ít nhất cũng phải là hai ba đức không đủ á, thì sau này á không có làm được việc cho đạo, nhất là bọn thầy là bác ái. Đây là thật ra tôi đây là tôi chưa có qua hết cái ải này nghe, nhưng mà trong cái luật á, luật ghi á, với luật á, là cái tâm nó không có thiên ái. Ví dụ như là như mấy anh em đó, thì giờ thầy quý trọng thương yêu cũng như nhau mà không có thiên lệch, thầy tạp có tánh vậy đó. Còn mà nếu như thiên lệch đó, tại sao mấy thầy và bản thân thầy luôn, thầy lý không có học cái chỗ đó, cho nên đó, nó mới phiền não. Bây giờ mình hiểu ra đó, tại hồi lúc đó mình chưa có hiểu, hoặc mình hiểu á mình không có thực hành, có học mà không có hành. Bây giờ mình phải thực hành, gọi là cái tâm bác ái, tâm không có thương riêng một người nào, mình giữ cái tâm bình đẳng, thì như vậy nó được cái phước, nó làm cho mình cũng an mà người cũng an. Ví dụ như bây giờ người đó có tiền cúng dường cho thầy, lo cho thầy nhiều hơn, hay người đó biết nịnh nọt người đó thế này kia, cái rồi thầy ưu tiên hơn, thì các vị thấy trước sau gì chúng nó cũng phiền não à, thấy không? Cho nên đó, thầy nói hai anh em như tỏ hai huynh đệ, ba thầy trò đều là ba cái tạt xe lửa hết trơn á, thì làm sao mà ngủ chung phòng? Tôi thì cái của tôi rồi, còn hai ông này không ông nào. Đó là nó tôi nói thôi giờ tùy à, ai muốn nhường ai là chuyện người đó, tôi bình đẳng. Ví dụ như tôi tập vậy đó, tập những cái nhỏ nó thành cái lớn. Bây giờ á lo là lo chung à, ai thì cũng là rẫy. Còn mấy thầy mà nếu không khéo xử sự sao, gặp người này nó xấu người kia, gặp kia nó xấu nọ là có chịu, thấy không? Tôi cũng nhờ cái bài học rút kinh nghiệm đó. Mà tôi thì lúc nào tôi muốn là anh em phải biết nhau, mình á, mình ở ngoài đời mình kính trọng á, là mình kính trọng cái tình nghĩa. Ví dụ như bây giờ giữa Nguyên Quang với Tâm đây, hai anh em Tâm á, thì tuổi giàu gì cũng trẻ hơn với Nguyên Quang, Nguyên Quang mười mấy tuổi, thì ngược lại cái nhìn á, giàu tụi con cái nhìn mới với cái xã hội mới hơn, cách mười mấy tuổi chứ cũng là một thế hệ rồi đó, gần 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 chú gần bác rồi. Thì phải biết mình nhỏ mà mình biết biết coi đó là người anh, thì đó là điều may mắn cho thầy, là thầy có cái phước thầy mới được đệ tử như vậy. Còn Nguyên Quang thì biết à, thôi mình nó em út thời đại mới, mình cũng nhường nó bước, giống như cái xã hội mình thôi kệ tuổi trẻ nó tấn lên đó. Như vậy cái tự nhiên tôi cũng vui nữa, thôi tôi vô tôi ngủ, hai anh em chừng nào muốn ngủ ngủ, ai muốn ngủ đâu ngủ, phải không? Thế nhưng mà ví dụ không có nữ thì sao nó cũng được, rồi có nữ thì coi như nó là phải có cái chỗ riêng biệt vậy thôi. Cái là thầy ngủ một chút vậy mà thầy cũng vui. Thành ra nói tôi, ví dụ anh em tình anh em, tôi không có muốn Phật tử này nghi kỵ Phật tử kia, đó là cái điều. Đây là trời ơi coi nè, quậy quá trời quậy mà, thì còn nhỏ phải quay chứ. cái gì đâu á, Dạ, khổ dạ ghê đó. mới mới chịu đi. Đó thành ra cho nên đó, ai cũng vậy. Thầy cái điều quan trọng là thầy không có gì lợi cho riêng thầy, thầy tập như vậy đó thì thầy không có sợ là cái gì mà phải đi gặp Phật tử này cái nói xấu Phật tử kia nói xấu Phật tử nọ đó. Đó là cái bài học, đây là bài học xương máu tôi đó chú ba. Tôi thấy cái gương người trước mà mình sẽ tránh, phải không? Không có gì, còn mình làm gì nó cũng đường đường chính chính, từ tài chánh tiền bạc nó rõ ràng, mình không có sợ gì hết trơn á. Còn mình mà cứ cái gì gì ốp ốp mở mở, mình có cái ý riêng rồi cái đó, thì cái tâm gọi là khả khả bố á. Cho nên mà ông thầy là phải bác ái nè, rồi bác bố là cái tâm không có sợ hãi, không có sợ cái gì, mình cứ mình nói thật ra. Bởi vì đã mình tu là mình là một cái người đã chấp nhận chọn con đường tu, là nó có cái gì của mình đâu, phải không? Chừng nào mình có tình cảm riêng tư đối với cái gì đó đó là họ sợ lắm. Tôi không
Họ nói đấy, có nhiều người nói sống thật quá, cái gì cũng nói hết, biết là người đời họ nói câu á. Và gọi là nhân thân hữu thiết tam phân thội, chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm. Nhân thân là con người, thân nhau đừng nói hết ba phần. Đây là những bài học xương máu, đây nói có chú ba lớn, chú chứng kiến có đúng không nha. Rồi mấy con sẵn thầy nói, cái người đời á, ta nói là nhân thân hữu thiết tam phân thội, thân nhau đừng nói hết ba phần. Bởi vì chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm, chỉ lo sợ cái con người á nó hài lòng, lưỡng dễ tâm á. Đó. Đó. Rồi mới gọi là bất phạ hổ sanh tam cá khẩu, cọp ở trên đó ba miệng mà không sợ, mà cũng chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm, chỉ sợ người mọc mặt hài lòng. À. Còn thầy bây giờ thầy có làm gì đâu mà bạc hay lòng. Nếu như ví dụ như cái gì thầy nói hết ra, tụi con sau này nếu còn duyên với thầy thì cảm thấy còn thương, còn quý thầy ạ, thầy cũng chân thật. Còn nếu hết duyên rồi á, dù thầy có tốt cỡ nào, thầy nói hay cỡ nào, tụi con cũng bất mãn à. Tính đời nó vậy đó. Cho nên đối với người tu nó khác người đời. Người đời thì họ phải rào trước đón sau, họ nghi ngại tôi không có thầy, thầy cái gì thầy nói à. Nó kiểu như giờ tài chánh tiền bạc cũng vậy nữa. Ngày xưa thầy cần tiền là tại vì lúc đó làm giấy tờ này kia. Bây giờ thầy nói thật á, giờ không có lo nghĩ gì. Nếu chừng nào một ngày nào đó mà thoải mái mà có dư á, thì thầy nói thật á là thầy còn trả cái tiền ngoài đó mà đau vô cái nhà cái am này thôi à. Chứ giờ tôi không có còn dính líu lặt vặt gì nữa, mệt nghỉ dẹp hết cho khỏe. Còn mình làm được phước gì thì mình làm, ví dụ như một năm vậy đó, mình có làm được cái điều lợi ích gì cho người từ thiện thì mình làm. Còn cảm thấy mình không có khả năng, không có điều kiện, không còn ai tin tưởng thì thôi, cũng không có chuyện gì buồn. Sống nó tự tại với các pháp, hữu duyên thì làm, không hữu duyên thì nghỉ thôi. Cho nên anh em anh yêu thương thầy hiện tại thật sự về đạo, như thầy, như cha, như anh đó, thì đó, tôi cũng thưa thiệt vậy đó, càng ngày tôi càng muốn sống con trở về con người thật của mình. Mà con người thật đó, là con người rất bình thường, rất tự tại, bình thường cả, có khi hơn cái mức bình thường. Ví dụ như tôi kéo rác tôi cũng lại tìm chơi chi, ý tôi nói đó là mình làm vậy mà mình cảm thấy nó vui, để cho mọi người thấy là tôi cũng có thể dùng, tôi cũng vậy, chứ đâu phải chuyện kéo rác đâu có ai làm không nổi đâu mà phải phe đó. Nhưng mà nó vui vậy chứ vậy đó, mà có nhiều cái chuyện mà mấy thầy làm không được á, mấy người thường thấy không, bởi vì cái bản ngã chứ ba thấy không. Ví dụ như Phật tử tới đây, nhiều Phật tử lớn tuổi tới hỏi cái đường tôi đi đó, ông ba ông làm cái tay vịn cho thầy đó Nguyên Quang. Yeah. mà không thở dưới này nè rõ ràng bằng chứng nè, tôi giới rách nè, là tại cái bậc cao quá đi nó dấp một cái thôi mà rách tôi giới vậy. Nếu mà là giới là rách thịt rồi, thấy không, nó dấp hoài à. Thì bây giờ mấy Phật tử lớn tuổi sao mà cho họ đi xuống với họ rửa chén, thôi làm ơn ăn rồi để đây cho tôi gom lại cái tôi xuống bên tôi rửa, mình còn trẻ phải không. Cái chuyện nó đơn giản mà nó lại nó không có làm phiền cho mình, chứ còn mình làm biến cái để cho mấy bà già bưng xuống dấp té cái nó phải mệt tới mình không, rồi thêm lo nữa thôi. Thành ra vậy đó, người tu á mình phải có cái tâm nó bình đẳng, gọi là bất nhuế, là mình không có cái lòng mà hơn thua tranh, gọi là phân biệt. Nó nhiều vị tu hành á ăn nó phải ăn cái chén riêng, trời làm phải được có Phật không. Phật ngày xưa đi khất thực, thậm chí Phật không có cho bệnh bát hư giá được bệnh giá tới 7 lần nha. Chừng nào mà không giá được Phật mới bỏ đó, lấy đất mà trét vô nung tiếp xài thôi. Vậy đó mà Phật thành Như Lai Thế Tôn. Còn mình ngày nay cái gì mình cũng muốn cho đẹp, muốn cho sang. Mà nếu giàu sang thì thôi Đức Phật ở lại hoàng cung, chứ Đức Phật bỏ chưa cha đi tu làm cái gì. Cho nên nhiều khi mình làm mình không nghĩ tới Đức Phật, vì vậy mà mình mới không có an lạc. Cho nên thầy thấy rồi á,
đời cũng như người đời cũng như người tục cũng như người tu. Nếu làm được lời Đức Phật, làm được lời nào theo Đức Phật dạy là có an lạc cái điều đó. Không có lời nào Phật dạy mà không có an lạc hết trơn nha. Nên cho nên bất ái, bất bố, bất nhế là bất si. Rồi phải biết ăn năn, biết tự tứ chính mình đó, đó gọi là ngũ đức. Ngũ đức sư là năm cái đức của một vị thầy. Rồi thí dụ giờ nuôi con vật cũng vậy, đúng ra đó thầy làm những chuyện đơn giản mấy con để ý sau này ở ngoài đời mấy cũng vậy nữa, tập cái tánh vậy đó là tự động cái lòng mình nó nhẹ xuống à. Ví dụ như giờ tôi ăn cái bánh quay giạt đi, nó đổ tùm lum thay gì bây giờ con chim nó ngoài nó không có nó ăn, tôi gom cái dĩa bánh quay giạt tôi để cái đồ mà nó mò nó rớt ra đó, thấy không, mình để chim lên ăn cũng là một cách bố thí cho nó. Đơn giản vậy đó, chứ cái ngày tu thành Phật là mấy chim này nó cũng là thành người, nó thành Bồ Tát hết á. Ông ba hiểu ý tôi nói đấy không? Đó, ngày nay mình tạo cái nhân, mình còn là chúng sanh, mình chưa trở về địa vị Phật, mình còn là chúng sanh thì mình gieo duyên là nên chúng sanh, rồi tới ngày mình thành Phật thì nó là Bồ Tát hết à. Nếu nó là Phật thì chưa đủ như mình, là tại vì nó hiện đời mình nói với mình nó còn cách nhau một bước là giữa con người. Rồi tới một cái ngày nào đó là cuối cùng nó cũng thành Phật hết à. Nhưng mà mình nói hẳn như đó, nếu như một đời của mình có cái tâm từ, tâm bi, có cái tâm hỷ, tâm xả, có cái tâm hướng thượng, hướng thiện, thì mình thành Phật sớm vậy thôi. Thì các con vật đó mình bố thí, mình giúp nó, mình không có yêu cầu nó vậy mà nó theo mình à. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói á, những người ngồi trước mặt Thế Tôn đây nè, nhớ ông này, nhớ ông kia, nhớ ông nọ là những người mà ngày xưa ta đã từng giúp họ nhưng mà ta không hề nhớ, nhưng mà họ vẫn theo họ thật tới ngày hôm nay à. Đó. Thành ra còn người đời tại sao làm được cái chuyện gì cái trời đã kể lễ, rồi hãy mà ai nhớ ơn á thì còn đỡ. Mà ta quên ơn mình hay ta ngược ý mình cái thì thôi, tàu xe chở không hết, nó khổ vậy. Mà đời này thì nó có cái tật, thí dụ như cái người ta đâu phải ta quên ơn, nhưng mà kể hoài ai chịu nổi không. Cái chỗ đó mà nó hư bột hư đường hết. Tại sao cái người Việt mình qua đây nói lãnh, thí dụ như gia đình lãnh gia đình kia đó, nó bị nhiều cái chuyện đó lắm, nhưng mà lãnh ta qua mà kể quá sao ta chịu nổi không. Những cái hội đoàn hay là những cái gia đình mà xưa ở bên đây là lãnh những người ở Bi Đông, đảo gì, đảo Bi Đông hả? Yeah. Đảo Bi Đông qua đó. Kể ở đó mày ở đảo tôi lãnh qua hai có cái quần không lành, hai bàn tay trắng, tao giúp đỡ từng cái gạo cái kể hoài ai chịu nổi, thôi thà tao chửi ngược lại tao phản mày cái đó rồi cho khỏe. Rồi đó, trên đời này cái thành ra mình học Phật á thì mình làm được gì rồi mình thấy người ta lợi lạc là mình vui à. Mình đừng có kể, còn mình kể không phải kể với người ta, kể cái việc mình làm để chi, để cho thấy cái sự an lạc thì nó cũng còn chấp nhưng mà nó đỡ. Còn kể mà nó bắt người ta thọ ơn mình, ta nhớ ơn mình thì thôi cái nó mất cái phước hết trơn à. Nó cái đạo nó rõ ràng mà một cái thôi, nó khó khăn chi. Bữa nay trên mạng này nó có cái đạo gì mới rồi nha. Như cái ông chủ sướng, ông cầm cái micro hát mà hát cái kiểu giống hát tôi thấy rồi. Nó cái thằng đạo ở Bà Tiểu đó mà. Bá tánh ở dưới cái quyền mới hầu quyền. Nó xuống nó nhảy vô đó. Đạo ông lên bà xuống mà. Đó là nhiều ở Việt Nam, nhiều. Xong mà lên lúc cả đạo. Mà nó nhảy hồi cái nó xuất ra vậy rồi. Nó xuất ra, tôi nói hoài mà. Gọi cái không lắm mặt xuống á, nó xuất ra vậy thì cái nó xuất vô. Để bởi vậy, nhìn cái tướng kìa nữa. Không, các bạn thấy đó không? Thôi bây giờ, không chưa bao giờ biết. Nhiều người coi lắm. Không, mà cái gì mà người ta coi. Người ta coi được. Cái gì mà nó... Người ta nhảy luôn à. Nó tránh nó, ít ai coi lắm. Ủa mà thầy, cái việc mà người ta hầu đồng á, là cái đó sao thầy
Cái đó thì thôi, nó đụng tới cái khổ thì đụng tới văn hóa Việt Nam nó chửi. Nhưng mà thật ra đó, tại hồi xưa đó thì cái nước Việt Nam mình nó chưa có đạo gì, nó đạo gọi là đạo bà, đạo lương là sao đó. Thì cái đạo lương thì nó đâu phải là cái đó là đạo đức làm người rồi. Thì nó có vấn đề cái truyền thống, trời ơi, cái nó vậy là tê cái giò tôi, sao tôi cửa động được đấy trời. Nó nằm gì là nằm ngon lành gì là sao. Rồi nó bó tay thiệt chứ. Rồi sau đó cái đạo mẫu là những cái người phụ nữ mà ta gọi là trung tinh tiết liệt đó. Đó thì cái đạo mẫu thượng ngàn hay là bà chúa xứ châu đốc hay là bà đen hay là kia, theo tôi nghĩ vậy thôi, biết vậy thôi. Thì giống như lúc đó là thà những cái người để nói lên cái trung tinh tiết liệt vậy. Chứ còn ở chuyện đâu đến nỗi sau này rồi bắt đầu á, nó trở thành cái văn hóa tập tục mê tín chút rồi nó hồi lòng hồi bóng rồi sao giờ nói thôi, nói nó hồi dữ lắm á, đạo nó hồi dữ lắm mà chửi, họ kéo ra họ làm dữ như lắm. Là miền Bắc á, nó phổ biến ở miền Bắc lắm. Rồi khi cái UNESCO nó qua, khi UNESCO nó qua nó hỏi chứ Việt Nam là cái đạo gì chánh, cái mấy ông thầy ngoài Bắc á, nhất là con hành huyết hành gì đó, nó rồi không cho lên được ngồi đút cái đầu vậy là bó tay thiệt chứ là rồi rồi bởi vì xe nó cái gì nó cũng như thiệt. cái qua hỏi thì nói đạo gốc của Việt Nam mà đạo mẫu cái thành rồi cái UNESCO giống như Pháp hồi xưa vậy á, nó đâu biết gì đâu, nó đâu hộ mình cái này. Rồi nó có thế lực, nó có cái gặp mấy ông nhà giàu hỏi dưới đất mà tới đâu cái chỉ ở chỗ cò bay thẳng cánh, chỗ chó chạy công nuôi đó, thì mấy Pháp nó quỳ vậy thôi đó, là họ thầy sau này mới điền chủ địa chủ đó. Nó lộn xộn lắm rồi. Cái văn hóa Phật giáo, văn hóa của Việt Nam mình bây giờ nó không có nào mà gọi là còn bền chắc hết trơn á. Mạnh anh nào cũng muốn làm bá chủ hết trơn, nó lộn xộn lắm rồi. Ngay cả đạo Phật Việt Nam cũng vậy nữa. Bây giờ nó nát bét hết trơn rồi. Coi vậy thôi chứ nát tanh bành hết. Ủa, trơn rồi. Thấy cái lúc mà người ta hầu là nghe nó có ai nhập vô trong cái người hầu đó lại. Họ tưởng cái đó là tưởng á. Trong đạo gọi là tưởng á. Nó khổ. Ở trong miền Nam thì cũng có hầu ngoài Bắc gọi hầu đồng, trong miền Nam là bóng rổi, hầu bóng gì đó cũng vậy thôi. Mà hồi xưa mấy vị bóng rổi ngày xưa không đến đổi như bây giờ, nay sẽ hát đủ thứ nhạc chứ hồi đó không có. Nó hát theo kiểu hào quảng, hát bộ là dữ lắm rồi. Ngày nay sao nhạc giật, nhạc nhảy, nhạc gì cái tùm lum. Ôi mô Phật, tâm lại chút rồi đi. Ủa không chờ ông đang tới hả? Một rưỡi rồi, ông chắc ông bệnh rồi. Rồi đi đâu? Đi về. Rồi, đi. Đi về đổ xăng rồi đi tùm lum tà la. Mới về được hai bữa nó tùm lum thứ. Coi cái ông có tới không? Ngày mai thì chủ nhật rồi ha. Ờ, bữa nay là gọi lần nữa. Ngon ha. Điện thoại bắt phải gọi hai lần mới được ha. Trời đất ơi, ông nói 11 giờ nó thành 1 giờ rồi. Tới đèn rồi, thấy xe rồi. Hả, okay. Đây là vì có đèn đâu, thấy xe. Ông nói chứ có chứ. Cả 3, cả 4 đây là vì có đèn. Ông ngoại này ông nói gì đâu không. Trời ơi, sao mà quậy vậy đó trời. Thôi rồi rồi, không ăn ngủ được rồi, một ngày chắc thay 2-3 bộ đồ quá. Mà mới cái điệu của thầy điệu nó luôn mới nhõng nhẽo kiểu như cái điệu là cái tay đưa cái tay cho nó cạp, cái răng nó còn non lắm. Răng nó đó còn bén nhọn lắm, non chịu qua nó xeo qua. Tay móng của ai mà cứng á
bấm vô cái nó cũng gãy nữa đó, tại vì nó mới 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 chắc cái bẻ chắc, đi nó ra bẻ răng đi chắc là được chừng tháng nha mấy ha. Hồi xưa là bẻ răng á, là nó ra nó bẻ móng tay có cứng bấm vô cái nó gãy đâu cần phải bẻ, được lấy kềm tôi bấm. Đó là lấy kềm. Dạ. Bấm ngang vậy chứ còn vậy đâu. Bây giờ lại cái đuôi vậy rồi bấm nó đau rồi, chứ hồi mới sanh ra đó. Em biết bấm nó đuôi. Giờ giờ thì nó đau đó tội nghiệp. Không, tại nó là tự nhiên dám để vậy. Thế tội nghiệp. Mới là con Esa. Esa. Đứa bà nằm Esa. Esa nghe không? Tại là cái nịnh heo để tay. Nó phải biết khôn vậy nó mới tồn tại với mình chứ. Thì nó con kia nó từ ai vậy? Nó phải vậy đó. Con xe bây giờ chạy dài rồi. Con xe bây giờ nằm nằm đau khổ buồn bã rồi. Buồn bã rồi. Kìa con đang tới kìa. Nào vậy? Cái nè, ai xa nè. À, bố. À, cảm ơn mày trước. Đỡ khổ đời tao. Đúng, nó đấy hả? Rồi giờ nó nịnh vậy là con kia nó tự ái rồi. Rồi chết luôn. Rồi cả đêm nó không ngủ, nó lại cái phòng tôi rồi cho nó vô phòng cho nó ngủ nó mới chịu đó chứ thôi. Một thân mà hai huê đó nghe thầy. Khỏe không? Khỏe không? À. Ông ba em cảm ơn cậu delay. Dạ, dạ. Đó còn chết mẹ nữa. Mấy giờ mới tới? Dạ về tới là 12 giờ đêm. 12 giờ đêm hả? Dạ. Tại bây giờ 3 giờ cậu có đi về. Dạ ngày mai. Chiều mai hả? Chiều mai đổi với máy bay được rồi, để mai cho Trung xuống nữa mấy anh em gặp nhau. Nè. Đổi chung phải đi xe này á. Không, anh bay can sát nè, xa lắm trời. Can sát cần chị không? Cần sát chắc ai chẳng hai con số hả? Nó cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi hả? Dạ. Tại vì có nhiều tiểu bang nó không được chích. Ồ, con cũng chết rồi. Nhiều tiểu bang không được chích chăng, cũng khủng khiếp vậy đó. Nhất định, cuồng tới chết luôn. Dạ. Nó không được chích. Nhưng mà giờ cái chỗ mấy cái tiểu bang mà không chích á, giờ tăng lên cao quá trên chừng à. Để cho nó chết đi, nó muốn chết. Thôi cha, cũng... anh là tổng thống, anh bị nghĩ làm sao chứ anh nói giọng nói là chết mẹ rồi. Ủa chứ bây giờ anh không làm gì khác được á, tao không muốn mà làm cho kê không có dạng rồi, lục rồi nhiều tờ bang còn cho tiền thưởng nữa. Ờ à, thì chứ bây giờ đó, nó cũng cái vụ thôi, hết cách thì thôi chứ. Ờ à, nó vụ quá trình vụ mà. Muốn làm sao? Anh làm sao anh nốt hả? Anh phải để cho người ta có quyền tự do, thà là người ta chết, ta chấp nhận. Thôi là phải ghét, không phải, anh chết không sao nhưng mà anh đừng có lên cho người khác. Nhưng mà biết cái kẹt đó, mấy kẹt đó, anh bị không chào. Khi anh bắt cậu phát bệnh rồi đó thì anh phải tự cách ly. Anh xin nước thầy. Hoặc là người ta áp dụng cái luật để buộc anh cách ly thì ok. Còn anh chưa bị, anh không được quyền làm gì ta, người ta không chịu mà. Thôi tắt rồi bàn cái chuyện Covid thì coi Việt Nam làm sao.